này trên 1.000 tấn nha. 1.000 rất là lớn. Bây giờ mấy chú trên còn đang đưa một dây.
những chiếc vỏ lãi đường chạy vô Âu Thuyền nha các bạn, tranh thủ chạy lên nha, để mấy chiếc ghe lan đồ vô cũng khó lên. Quá trời chiếc ghe này nhỏ, này có thể là chiếc cù nha các bạn. Chiếc phà chở cô bé đang tiến tới nha, đi vô Âu Thuyền nha các bạn. Một chiếc xà lan lớn nha. Chiếc xà lan này chắc đây chuyến sau nha. Trong này giờ thấy nó cũng hơi chặt rồi. Cái này không chạy bằng máy ủi mà dùng cái gào để móc tới đi tới nha các bạn.
Đây, bây giờ dùng cái gạo để chỉnh hướng nha. Xà lan này chắc không vô được nữa nha các bạn, ở trong đầy không có chỗ vô. Đây, chiếc phà chéo cua ba vừa dùng máy vừa dùng cái gạo nữa. Giờ dùng cái gạo mắt nha, mắt như vậy nó tới. Trời giấc trưa này nó khoảng 40 độ nha các bạn, rất là nóng. Chiếc này khoảng 0.5 nữa hả? Rất là lớn. Móc đi rất là nhẹ nhàng nha. Nói đắt không anh? Nói đắt không? Anh đụng đắt không? Đụng đụng đó các bạn.